Vẫn với con gói cơ bắp mà. Chục bạch chăn bắp à. Con gói của Trung đã rớt ở đó. Hello các cầu thủ xóm nhỏ. Sung dữ ha. Trời mưa nên chúng ta vô nhà chơi trò mua rối từ rác thải. Đồ bỏ đi nè. Chia làm hai đội nha. Xanh Trung ơi. Đó. Cửa ai trước? Con thẻ. Gì vậy? Sao? Giờ bàn bạc kỹ đi, cái trận đầu rất quan trọng. Trận đầu quan trọng hả? Con gà. Rồi, cuộc bóng vô bóng lên khán đài đi con. Rồi kéo xuống. Cái tay kéo xuống. Nè, nắm kiếm vô con. Rồi đứng lên ơi, đứng lên. 2 3 vô. Nó bị kẹp đó. Không phải quấn lại. Rồi đứng lên ơi. Yeah! Đâu đứng ngay ngắn rồi đứng gì ẹp cu lắm vậy? Đối thủ thứ hai. Chiến binh một giặc. Chiến binh mới giặc. Nè, ổng nước thải đó. Mình tận dụng từ rác tái chế hết. Bẻ háng ra. Bẻ háng ra để nằm người xuống, bẻ háng ra. Thôi Thiện nó đã đập hai bóng bóng có tiền rồi. Tiền rồi. Sừng. Yeah. Ôi ơi, đội xanh nó chọn trước hết rồi ha, hết rồi. Tiền bẻ háng ra. Bẻ háng ra. Dịch đi, dịch đi. Khoan dừng đi. Dính hả? À bị dướng còn gì thun. Tháo à. Không. Dính là do cái cấu tạo của nó. Rồi. Tiền cho đếm đi. Rồi 3, 2, 1 vô. Yeah, một cái. Rồi. Bạn kháng ra, bạn kháng ra thì mới thắng được. Đó, nằm xuống. Bạn kháng ra, nằm xuống. Giật đi, giật đi, đừng có cà vậy, giật. Giật bạn hát ra. Oh yeah. Thiện đã chiến thắng. Cái tay cũng ngắt kìa, đừng phiền được. Bây giờ đâm bể hai con bóng rồi. Robot muối ớt, sao đỏ đã chiến thắng robot má giặt. Cái mày sơ lô rồi Nhi ơi. Chiến binh cơ bắp là đã chuẩn bị xong, vô sàn thi đấu. Rồi. Nhi là chưa chơi bao giờ luôn hả? Dạ chưa. Chiến binh bò hút đã vào sàn thi đấu. Ê, chứ qua. Kéo đi à. Làm sao cho nó bể. Ủa tới ai? Có. Ủa tới anh Trung à. Nốt não à. Ủa con bị nghe bị gì nữa. Lấy băng keo vô rồi. Thôi chết. Ê, đừng nói. Tao có thế con nói nha. Tao mày thẳng băng mà mày đâm lên tới à. Ê, chưa nghe bên kia, nghe bên kia. Trận nãy là màu xanh đã thắng rồi, giờ màu đỏ là phải có rút kinh nghiệm gì không? Nhi nè. Con sẽ đưa đối thủ về rác thải. Chả nó về bãi rác rồi đúng không? Hai, ba, vô. Vô. Rửa bóng đó, bóng. Gì vậy? Con lên, con lên. Chị thôi, mất bóng con. Chá này vô ơi, mấy về rồi. Dạ. Ôi con gái con đứng không có nổi rồi, đứng ở đây mình méo xẹo rồi. Chúng sẽ ôm con rối là bỏ hút Nhi nhõm nhẽo. Chọn con rối cơ bóc quá. 2, 1, bắt đầu. Vô. Con lại chọn con nào? Cây, bò. Nha, suy nghĩ dữ ha. Con này cháu. Đấy, cha, con này khôn ha, con này cơ bắp dữ lắm á nha. Con gái con Trung đã rớt não rồi. Cuối cùng Trung là người bể. Dần. Không, nãy chú nói là tụi con Trung là dịch cái bàn nó mới hư nè. Rồi, không chơi. Dán thì cực lắm. Rồi, gắn vô lại. Rốt não thì tùm lum luôn. Trung ép vô. Trung còn 2 cái. Bên đây còn nguyên. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82,
Thì đứng đây dịnh cái bàn đi con. Hàng dưới đi qua đây dịnh cái bàn con. Đứng đây dịnh nè. Rồi ngồi xuống dịnh. Ở dưới đây nè. Rồi chân quanh kia dịnh cái bàn con. Nhi bẻ kháng ra mới diệt quả bóng đó được. Chung mới rớt à. Chưa bể. Nhi về chỗ. Chung còn một cái. Nhi còn nguyên. Rồi 3, 2, 1 vô. Nhi là nó khôn, nó chọn cái con ngon nhất nè. Cái tay nó thẳng băng, nó đục kế vô cái mỏ con rồi. Có hai cơ bắp nữa nè chú. Yeah. Một điều, cha trận cuối đó quan trọng nè. Bên con là lấy con rối nào vô chung kết nè. Con chọn con nào? Con này. Rồi thay hai chân vô thiệt. Nó lấy chú. Hai chân kia kìa, của chúng ta nãy giờ mà. Cái con của chung á là nó nhẹ, di chuyển nhanh nhưng mà nó sẽ đứng không có vững bằng cái con này. Đúng rồi chú. Cái con này thứ nhất á là nó đứng rất là vững. Thứ hai nữa tay rất là vững. Thứ hai nữa tay nó dài. Và cơ bắp cuồn cuộn. Cơ bắp là đấy chưa. Ê ngược lại quay lại. Dưới chú ơi, mày phải dặm cái chân. Chân theo bắt kỹ vô. Thì cố gắng là nhì. Sau hai hiệp thi đấu là một điều. Con sẽ chấp 10 bạn nghe nhau quý vị. Chân nó chấp 10 con bỏ mày khoai chưa? Có mày á, mày giùm mày luôn. Chân đi về đi, thôi im lặng nè, không có đang quay phim mà. Con nó cứ sao sao. À, gồng cứng gì hơn Nhi đâu. Dạ. 2 1 chung kết. Dừng đi. Giữ cái bàn. Đứng lên nha. Đúng rồi. Dừng, chèn cái giò rồi, khoan, dừng, chèn giò, khoan dừng. Chèn giò rồi, chèn giò. Vậy chứ, trận này cây cấn quá. Giỡn vậy. Nè, hai con là giật xuống là bẹt háng ra, không có giật ra phía sau. 3, 2, 1, vô. Chân nó ướt cái mắt kiến rồi, cài mắt kiến lại cho chắc. Đúng rồi, không, bên đây có con thuốc ngắt rồi chú. Cứng vậy, mày không đứng lên nè. Đứng lên. Cứng nè. Con muốn cái này đi con đi. Chân nữa. Mày cầm gần quá, đứng gì nổi bà nội. Nè. Chân, dòm nè. 3, 2, 1, vô. Đứng lên ngay. Cố lên. Rồi, vô đi. Nhi mày đứng lên. Nhi dịp xuống. Nhi dịp xuống. Rồi, tiếp đi. Vô. Giờ. Chung đi kéo cái bàn ra chứ vậy? 3, 2, 1. Rồi, 1. Rồi, nè, một cái. Nữa lại kéo vậy nữa. Chú kêu là gì? Dừng hai chân đi. Rồi, đứng dậy. Để kìa, đứng dậy. Rồi, vô. Trời đi. Nhi chết, đổi người. Bây giờ ai vô? Đổi người. Con. Hai đứa nào gì kiểm xì? Con kiểm xì cho con. Đổi. Ông bị thắng đi, lại đi. Khoan, giờ đứa nào? Con.
giờ hai thí sinh kia đã mệt mỏi rồi. Nhi là còn có một con bóng rồi nha. Mặt nạ đâu? 2, 1, vô. Nhi nằm xuống, Nhi nằm xuống rồi bật lên. Đúng rồi, bật lên, bật lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, Nhi làm đúng rồi đó. Bạn hát ha. Hay quá Nhi. Nhi bạn hát, đúng rồi. Nhi bạn hát ra, bạn hát ra. Đó, Nhi hay ấy. Đó không đi Nhi. Thôi, dừng, 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 dừng. Đất, đất cái cục kia rồi. Quá gây cấn rồi. Quá gây cấn. Ê, đây cẩn thận. Nhi còn một cái của Nhi rất dễ bể. 2, 1, vô. Dịnh cái bàn, chung dịnh cái bàn con. Dịnh cái bàn mà đã lũng vậy. Dạ, hai đối thủ mệt rồi, đứng lên hết nổi rồi. Khoan khoan, dừng dừng dừng. Rồi cái bàn dịnh cho chắc nha. 3, 2, 1, vô. Nhi là chưa chơi bao giờ luôn hả? Dạ chưa. Ơi, không chạy bóng ăn đâu đi trời. Ơi, đi vô. Trời ơi. Kìa con. Trời, công sức của con chân lẫn với con gói cơ bắp hả? Nhi gọng chuột lên coi. Đi. Con chuột. Chuột bạch chấm bóc à. Có một cái mà nó nằm ngay phía trước luôn, dễ đâm muốn chết. Đội đỏ đã chiến thắng với hai con rối. Ủa cơ bắp ẩm nước quá vậy. Mặc dù thua nhưng mà đã gỡ em nhờ nhớ lại. Ban đầu thì con tưởng con thua nhưng ai ngờ đâu lại thắng. Nó bị con bẻ của gà hết. Sao chân công sức của con là nổ được hai con bóng. Cái con này hôm qua test thử rồi, hiểu không? Đàn chung nó cũng đã xác định là con này mạnh rồi. Mà bữa nay tự nhiên nó không chọn con này. Nó đi chọn mấy con bò hút này, tưởng nó bò hút là mạnh hả? Con ấy nó di chuyển nhanh, nó chưa nó đông được, chứ à, có lý do thì muốn thử cái mới phải không?